anh em ta sẽ học bài uống Leo, nhưng mà theo phong cách kiểu uống phòng Curie ha. Thì uống kiểu Curie thì nó sẽ xu hướng là nó sẽ phồng và xoăn nhiều. Để mà ta uống được một cái tóc thì chúng ta cần phải chia được cái phần khô để chúng ta lên chụp. Thì Leo này thì một là chúng ta sẽ uống tóc hướng về phía dưới, đó là những kiểu uống phòng. Còn uống uống phòng Curie thì chúng ta một là chúng ta uống lên, uống về sau hoặc uống về trước để được ha. Chúng ta sẽ chia một đường ngồi giữa nè, bằng cái trục để chúng ta đi một hàng ở giữa và hai hàng hai bên để cho nó tạo độ phồng lên. Chia nó tóc không quá dày cũng không được quá mỏng nha.